Xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Vâng, và hôm nay thì Thanh Trương đang dùng bữa tối tại hội quán ngôi sao miệt vườn. Nói chung thì từ cái hồi mà Thanh Trương đi xa nhà quý vị khán giả thì thực sự là ít ăn cơm nhà lắm, cho nên là những cái bữa ăn mà nó kiểu như nó ăn liền hay là ăn ở quán xá thì rất là nhiều lắm rồi, cơm đoàn phim hay là rồi là mình đi ăn cơm bụi rồi là những phở bún mì cái gì cũng ăn hết rồi. Cho nên bây giờ mà nghe cái câu mà ví dụ như Thanh Trương đi gặp bạn gái hay đi làm quen với một cô gái nào đó rồi em ăn gì cũng được, là Thanh Trương lúc đó thì Thanh Trương cảm thấy như là mình hỏi lại là em ăn gì cũng được, về ăn gì là cái gì đó, thì bây giờ là Thanh Trương đã biết rồi. Bây giờ ví dụ có một bạn nữ nào mà hỏi Thanh Trương á, là Thanh Trương nói là em ơi em muốn ăn gì, thì bạn ấy nói là em ăn gì cũng được, thì rồi cái gì ở đây chính là bò truyền thống tại hội quán ngôi sao miệt vườn. Nên quý vị khán giả, Thanh Trương sẽ dẫn bạn ấy đến đây ăn thử cho biết, bởi vì ở đây rất là ngon. Đây thì quý vị khán giả ơi, thì ở đây trong cái bò né, cái phần này là 50.000 đồng nha quý vị khán giả. Bò né truyền thống thì có bánh mì này, có trứng này, có giò này, có thịt nguội, có pate đó, có xúc xích đó, cái này là chắc là phô mai đây đó, với lại ăn kèm với lại salad nha quý vị khán giả. Đó, một bữa tối của một người đàn ông độc thân nó đơn giản như vậy thôi. Xin mời quý vị khán giả dùng bữa tối với Thanh Trương nha. Bây giờ mình đi ăn ở đâu cũng được hết á, thì thôi thì mình có đi làm cái gì á, mình để bụng đói mình về hội quán mình ăn. Sự hiện diện của Thanh Trương là đóng góp một phần kinh tế cho hội quán của chúng tôi. Xin mời quý vị khán giả. Đó, bánh mì giòn rục luôn. Hôm nay á thì rất là mát, trời rất là mát đó quý vị khán giả, cho nên là mong quý vị khán giả đến tham quan cũng như là đến chơi nhé. Rồi đến ngày mùng 5 là mình sẽ có chương trình ca nhạc văn nghệ. Đó thì hôm qua mới nghe chú Bảo Trung với lại anh Khương nói là đang sắp xếp ngày 13 nữa, thì cũng đang lên lịch là ngày 13 sẽ có một chương trình đại nhạc hội. Đó, có chú Thanh Hải Bảo Trung nữa, anh Trương với chú Bảo Trung là đóng chùm nổ cũng được phần 1, phần 2 rồi, với lại đóng rất là nhiều cái rồi, cho nên là rất là vui khi chú có sự có mặt của chú sẽ làm cho bầu không khí nó vui vẻ hơn. Đó, xin mời bà con cô bác ăn cùng với Thanh Trương nha. Thực sự là Thanh Trương rất là thèm cơm nhà. Hy vọng là sắp tới anh Khương anh mở thêm cơm nhà ở đây cũng tuyệt vời. Quý vị ăn cơm nhà là mình ăn ở hội quán ngôi sao miệt vườn. Mình ăn những cái món như cá lóc nướng rồi là những cái món dân dã thì cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà không phải quán nhậu nha. Đây, xin mời quý vị khán giả. Hôm nay người quay cho Thanh Trương thì là một bé, thì chưa phải là ốc tiêu, để ốc tiêu chưa ra. Ủa, em ăn gì chưa? Em chưa. Chưa hả? Dạ. Không, ý là em ăn ở nhà rồi. Ủa, ăn ở nhà rồi đó. Em ăn xong rồi em mới đi làm. Ủa, chứ em ăn cái này chưa? Em chưa. Em mới làm được 2 ngày thôi hả? Ồ. Thì chúc em sẽ cộng tác lâu dài nha. Dạ, em cảm ơn. Vui vẻ rồi. Con nhà em có gần đây không? Dạ, nhà em bên Bình Tân hả? Bình Tân phải không? Dạ. Em có học hay là đang hiện tại đang học hay làm nghề gì không? Dạ, em đang học. Trường gì? Dạ, em học bên giáo dục thường xuyên Bình Chánh. Ủa là mình cũng đi đây rồi mình mới làm ở đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thôi chúc em thành công đầu xuân năm mới, chúc em thành công trong những gì sắp tới nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em muốn ăn không? Lát anh gọi một phần thôi. Dạ không ạ, em đang làm rồi. Bữa sau nhé, bữa sau nhé. Dạ thôi được rồi. Dạ. Rồi dưới tòa này là em phục nước rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ở bờ mà. Dạ, em phục vụ nước cá. Anh Hưng ơi! Anh Hưng! Anh có order trong đây không? Không ạ. Đó là con người chạy order. Cái biển nhà ăn ngon đớt héo thường thường. Hôm nay thì tối hôm nay thì nó có chương trình mini game.
đập heo nhá quý vị khán giả, quý vị khán giả đến thì mình đập heo, đôi khi uống nước mà lại có tiền mang về nữa chứ. Một bữa ăn như vậy là đầy đủ chất dinh dưỡng rồi quý vị không nhỉ? Bà con cô bác ăn đến rất là đông. Hôm nay thì vẫn bán bắp với lại sắp tới là có nhiều, thêm nhiều cái mặt hàng nữa, mong quý vị khán giả ủng hộ. Rồi bây giờ Thanh Trương xin phép em. Nói chung là đồ ăn ở đây thì quá ngon rồi, mình không nên nhận xét nhiều đó, mong quý vị khán giả đến thưởng thức của bán cho ngày luôn á. Thì bây giờ Thanh Trương ăn đây nha quý vị khán giả, lát Thanh Trương sẽ quay tiếp cho quý vị khán giả xem. Rồi, chào, chúc mừng sinh nhật cô ạ. Dạ, con chào các cô. Mình hát cái nha các cô, con chụp nhá. Con chụp này, nhìn con này, cô ơi. Cô nhìn con. Con chụp ảnh nha cô. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Rồi, mình hát cái đi cô cho vui. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, chúc mừng sinh nhật cô ạ. Dạ. Chào các cô. Rồi, quá dễ thương. Rồi. Đây đây con gửi lại cho ạ. Dạ vâng. Năm tây hả? Năm tây ở đây là. Dạ vâng, ngày mùng 5 tây à cô. Đang dự kiến là ngày 13 mới bán vé, còn ngày 5 tây là miễn phí, mở cửa miễn phí ạ. Chúc cô lúc nào cũng bình, con chúc cô bình an, sức khỏe, may mắn và thành công. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Đúng rồi, tới chụp không, sai rồi. Phải. Rồi, đi thẳng tới, 3 bước nữa là được rồi. 3 bước nữa lọt sân khấu. Càng ngày càng ăn gian mà con cô bác ơi. Bây giờ nhiều heo quá. Heo nào dễ quá không nên đập. Đập hồi sao chẳng thấy heo đâu nữa rồi. Sao có heo gì kỳ vậy? Con heo này nó ám ghê á. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Đấy. Đấy.
đúng rồi, đúng rồi, đáp. Mình tự biết rồi, xót xa cho Hương luôn. Bên trái đi. Đấy, đúng rồi, đáp đi, đáp. Đúng rồi. Cho tôi sáng. Thôi bây giờ đề nghị là đội đội pháo. Đội pháo biết không biết. Đáp, 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 bắn. Đáp đi, đáp đi, đáp đi. Bắn, vô. Bắn, bắn, bắn. Cố lên, cố lên. Bắn. Cố lên, cố lên. Không có lực gì hết trơn á. Sao đập không bể vậy? Nó đó, đập đi, đập đi. Đập đi không? Xin chúc mừng. Thôi. Nghe vẻ mừng hết hồn. Đây. Bây giờ tiếp theo là ai? Nhắm lấy chân nổi không? Tiếp theo là chân. Rồi chân đúng không? Đây. Tưởng đâu là tới giao thừa mới được. Trời ơi, đập bé đập sao mà chóc da tay luôn rồi trời. Em đập bể cây luôn. Quá trời. Đây. Rồi bây giờ nha, bây giờ có loa rồi. Đề nghị đội team cổ vũ không không có nhắc nhở nha. Không được nhắc. Các thành viên bên ngoài không có được để cho các bạn tự thi nha. Không có cảnh phá như lúc nãy đâu nha. Rồi về nhà chân yên tâm nha. Rồi bắt đầu. Rồi di chuyển lên đây một chút xíu. Rồi. Em đụng cái cây. Ok, bây giờ bắt đầu quay. Không biết là cái nào. Đúng rồi, đúng rồi. Em đập bể cây luôn rồi. Ta sao chế trà không sắp. Rồi bắt đầu nè. Bắt đầu nào. 500 ngàn chứ. Rồi cứ cũng quay xong đi rồi có người đưa gậy cho. Được chưa? Rồi. Bắt đầu. Cái gì mà quay. 1 2 cúi xuống. 3 cái tay để chàng xuống đất. Rồi đúng rồi, cái cây thì nó tắt không có người đưa. 4 Rồi. 5 5 6 7 Tiếp. Tiếp. 8 9 10 Rồi, ok. Rồi, cầm cây, cầm cây. Rồi, bắt đầu di chuyển. Rồi, bây giờ mọi người không có nhắc. Cái cây nó dài quá. Cho tự làm nha. Công ty không ngư ai nhất. Đó, đi đúng hướng rồi, hay ông bịt mắt vậy mà đi vẫn đúng hướng nha. Đúng hướng rồi. Trời ơi. Rồi, đập. Đập đi, đập. Chưa đúng. Đập vào cái chữ ngôi sao mình vừa đập. Rồi, đi thẳng. Đi thêm 4 bước nữa. 4 bước nữa. Rồi dừng lại, bên phải. Bên phải, bên phải là bên nào? Trời ơi, cái trò chơi này đâu mà đâu mà con có bác. Bởi lại mới nói bên phải. Rồi đập đi. Đúng rồi, đi thẳng tới. Thẳng tới. Đừng bị không ra luôn rồi sao thi. Bên trái là bên nào? Rồi vừa ve hoài là sao tới? Bên trái, bên trái đi thẳng lên. Con bé này cầm thân con cua. Rồi quốc. Quốc. Chút nữa, chút nữa. Rồi. Sang bên phải. Bên phải, bên phải, bên phải. Sang bên phải. Trời ơi trời. Thầy trò nó. Đừng. Đừng để tìm phải, phải, phải qua phải chút. Rồi, bước sang té, 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 té em ơi, té. Bên phải té, bước. Té, té, té. Bên phải là bên nào? Trời, qua phải. Trời. Đáp. Một, hai. Trời ơi, sao mà đập được như vậy vậy? Nó phá hết cái dàn heo của người ta thôi. Rồi. Hai, trời ơi. Ủa, làm gì? Chưa giờ thấy người chơi nó lạ như thế này luôn. Rồi, ok, xin chúc mừng. Bà con cô bác ơi, nó làm rớt nguyên dàn heo luôn đó. À, đúng rồi. Tập gì đâu mà.